Xin chào quý vị và các bạn, tôi đang trên đường đến thành phố Munich thuộc bang München, Cộng hòa Liên bang Đức. Thành phố Munich từ lâu đã được coi là thành phố đẹp nhất và đáng sống nhất của bang München. Ở đó sẽ có một buổi meeting trên quảng trường Odeon Platz ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có một buổi gặp gỡ thú vị với những người bạn đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên toàn châu Âu. Quý vị hãy cùng đón xem nhé! Kính chào toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi kênh Nguyện Ước. Tôi là Hải Uyên. Hiện tại tôi đang có mặt tại quảng trường Odeon Platz, thành phố Munich, bang München, Cộng hòa Liên bang Đức. Ngày hôm nay 30 tháng 10, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ các quốc gia khác nhau trên toàn châu Âu đã tập hợp tại đây để tham dự buổi diễu hành và meeting về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và lên án cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc. Ngay từ khi mới bắt đầu, buổi meeting đã thu hút đông đảo sự chú ý của rất nhiều người dân quanh vùng. Vậy, Pháp Luân Đại Pháp là gì? Và thực hư của bức hại tại Trung Quốc là như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé! Đây là nhóm các học viên tặng các tài liệu chia sẻ về vẻ đẹp của môn tu luyện Pháp Luân Công và giảng rõ chân tướng của bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ làm việc rất tích cực với mong muốn mang đến sự thật cho nhiều người dân trên toàn thế giới về cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc. Chị có thể giới thiệu cho em biết tên của chị là gì được không ạ? À, mình tên là Lê Bí Ngọc, mình đến từ thành phố Leverkusen, cách đây 700 cây số. À, vâng ạ. À, ngày hôm nay em có nhìn thấy một quầy thông tin ở đây, không biết là mọi người lập ra với mục đích gì ạ? À, đây là quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện thiền định với 3 nguyên lý chân được nhận, được mọi người thực hành ở trên khắp nơi trên thế giới, hơn 100 quốc gia. Mà chỉ có ở Trung Quốc là bị cấm, và tụi mình muốn đưa sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Thì 22 năm trôi qua thì rất là nhiều người bị tra tấn và bị giết hại vì một chút nội tạng, tất cả đều là sự thật, nhưng mà cả thế giới đều không biết, và rất là nhiều người đến Trung Quốc để thay tạng. Người ta cứ tin rằng đó là nguồn nội tạng được hiến tặng, nhưng mà kỳ thực đó là từ những tù nhân lương tâm. Vì thế tụi mình muốn đưa sự thật này đến cho mọi người để người ta không đến Trung Quốc để thay tạng. Trong nhóm diễu hành này, các học viên sẽ mặc trang phục màu trắng. Cả nhóm sẽ mang những tấm ảnh học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt giữ, đàn áp dã man và đã bị bức hại đến chết. Vâng, em chào chị ạ. Chị có thể giới thiệu tên của mình được không ạ? Chào em, tên là Nguyễn Thị Hoa. Chị đang sinh sống tại Slovakia. Và hiện tại chị đang tu luyện được 7 năm. Khi tu luyện thì mình có thấy mình thay đổi hay có điều gì khác biệt không ạ? Đầu tiên mà chị tập Pháp Luân Công ấy, thì chị nghĩ là cái môn tập bình thường thôi, chị tập thể dục thôi. Sau ấy thì chị cảm nhận được là con người của chị hoàn toàn. Chị chưa bao giờ có cái cảm giác là chị được nhẹ nhàng như thế cả. Trước đây trong người của chị không bao giờ bình yên cả. Sức khỏe thì tu luyện 7 năm rồi thì hầu như không bị một lần cảm hay là kiểu như một viên thuốc nào cả. Dạ. Trước đây chị rất là thích uống những thực phẩm chức năng, ngày xưa chị rất là nóng tính. Dạ. Và chị luôn luôn là cho mình là người đúng. Tập Pháp Luân Công này chị là tập luyện chuyển từ các nơi thì chị đã thay đổi rất là nhiều về cả tâm tính của chị. Dạ. Tất cả các quốc gia khác đều tự do tập luyện và rất được chính phủ hỗ trợ. Vậy thì tại sao ở Trung Quốc họ lại cấm ạ? Tại vì Pháp Luân Đại Pháp thực ra là có 7 năm được tự do tu luyện ở Trung Quốc, nhưng mà chỉ trong vòng 7 năm thì có 100 triệu người tu luyện. Con số đó là gần như là gấp đôi số lượng đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Có một cái luật là cấm tụ tập, và 100 triệu người đó thì là con số quá lớn. Chỉ đơn giản là họ sợ vậy thôi. Ban đầu họ cấm để người ta không tu luyện nữa, nhưng về sau họ phát hiện rằng khi mà lấy nội tạng của người tu luyện để bán cho những người giàu thì sẽ đem lại rất là nhiều lợi nhuận cho chính phủ để phục vụ cho những cái mục tiêu khác nữa. Thì
họ cứ tiếp tục một cướp nội tạng cho đến bây giờ không dừng lại được vì cái nguồn lợi nhuận đó là quá lớn. Pháp Luân Công được các quốc gia trên toàn thế giới đón nhận nhưng lại bị bức hại tại Trung Quốc. Chính đảng Cộng sản đã đi ngược lại nền dân chủ quốc tế. Điều này tạo nên sự đe dọa đối với tiến trình dân chủ hóa ở Trung Quốc và châu Á. Sau màn múa lân khai mạc, cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Công ở châu Âu được bắt đầu. Dẫn đầu là đoàn Thiên Quốc Nhạc Đoàn châu Âu với bộ đồng phục truyền thống cùng với những âm thanh tràn đầy năng lượng từ những tay trống tay kèn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tiếp đến là nhóm luyện công theo tiếng nhạc luyện công êm dịu và nhẹ nhàng thuần tịnh. Đoàn trống eo lưng cùng âm thanh vang thấu không gian, xóa tan những đám mây đen hắc ám của bọn tà ác khắp các không gian. Nhóm những học viên đồng phục áo trắng cùng những di ảnh của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại đến chết, đã khiến rất nhiều người dân xúc động và bày tỏ sự ghê sợ trước sự tàn độc của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tiết mục múa lân sư tử cùng các biểu ngữ băng rôn chia sẻ vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến toàn thế giới và lên án sự tàn độc, vô nhân tính của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đàn áp và bức hại, mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công suốt hơn 20 năm qua, cũng đã kết thúc cuộc meeting diễu hành đầy ý nghĩa ngày hôm nay. Như vậy, quảng trường Can Plus là nơi kết thúc buổi diễu hành ngày hôm nay. Hoạt động diễu hành và meeting được tổ chức không chỉ nhằm mục đích phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc, mà các học viên còn muốn nhắn gửi đến người dân trên toàn thế giới rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, hoàn toàn không như những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên truyền bấy lâu nay. Hiện nay trên toàn thế giới có hơn 100 triệu người theo học Pháp Luân Công. Họ không chỉ đạt được những lợi ích về tinh thần mà sức khỏe cũng được cải thiện rõ rệt. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Hải Uyên xin được gửi lời chúc sức khỏe và bình an đến tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.